Sáng ngày 15 tháng 6, ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn công tác Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú đã đến thăm, tặng quà Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã Đa Phước, Phước Hưng, Khánh An và thị trấn An Phú nhân kỷ niệm 83 năm ngày Đức Quỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tại mỗi nơi đến, thay mặt đoàn công tác, ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã gửi lời chúc đến Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo và bà con tín đồ đón mừng đại lễ kỷ niệm 83 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc và an toàn. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy biểu dương những việc làm thiết thực của bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo như xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, xây cầu, tu sửa lộ giao thông, chăm lo hộ nghèo trong đợt bùng phát dịch COVID-19, v.v. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Ngô Công Thức mong muốn Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã thị trấn cũng đã bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo huyện đã dành thời gian, sự quan tâm đến thăm và chúc mừng đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục động viên bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.